Thì thành mình chúng tôi xin giới thiệu cái thiết bị cấu dò cấu trúc cốt thép, phân tích cấu trúc cốt thép trong bê tông. Trọng bộ nó gồm có cái túi vải, dây đeo, các cái ngăn đựng. Bây giờ chúng ta xem cái các cái phụ kiện đi kèm. Đây là bên trong có một cái túi vải màu trắng để bảo vệ thiết bị, bao bọc thiết bị. Đây một cái bút để đánh dấu, hay là pin dự phòng, pin gắn sẵn trong thiết bị rồi, sạc sạc dạng USB hoặc là dạng sạc sạc rời, pin của Nhật, sách, đĩa đĩa phần mềm, dây cáp kết nối dữ liệu, túi vải, và đây là thiết bị đo. Đây là thiết bị đo thiết kế là mình có bốn cái bánh xe con lăn, nó cùng chuyển động dịch chuyển, tức là bên đây chuyển động thì nó cùng đồng thời chuyển động qua bên kia qua hệ thống gọi là truyền động. Đấy, bánh xe này là tất cả bạc đạn và các cái bánh xe là đều làm bằng cái kim loại. Cái con vít nhỏ này là nó bằng kim loại là thôi. Đấy. Ở trong đây thì có ngăn chứa pin để pin nguồn. Đây, pin nguồn tức là chúng ta chỉ cần xoay ngược chiều đồng hồ một góc là chúng ta là gỡ ngàn ra pin được. Đây. Pin thì pin lithium. Pin loại thì lithium 3.7V. Đấy. Ngăn đựng pin, đây là cực cộng, đây là cực trừ, cực cộng, cực âm, cực dương, cực âm, cực dương thì đưa đi vào trước, đây, đi vào trước đây, còn cái cực âm nó sẽ tiếp xúc với cái nắp đậy đựng pin. Đấy, chúng ta ngăn gắn vào, chúng ta xoay đúng lại là pin đã sẵn sàng. Đây là đèn đèn chớp để báo hiệu, đèn nó nút tắt mở, lên xuống qua lại. Thiết kế tay trái tay phải đều sử dụng tốt. Thiết kế đối xứng, ai thuận tay trái ai thuận tay phải thì sử dụng tốt. Nút escape là thoát ra, nút ok là nhập vào. Bây giờ chúng ta sẽ nhấn nút cái này để bật bật máy lên, bật máy lên. Đấy. Giờ thì chúng ta sẽ điều chỉnh lại cái ngôn ngữ. Đấy. Đấy. Ok, xuống kêu chữ buzzer, nghĩa là nó kêu tít tít buzzer. Ok. Đấy. À, độ sáng có 3 mức: trung bình, trung bình, cao. Để tiết kiệm pin chúng ta để mức trung bình. Đấy. Lâu là tiết kiệm pin nhiều nhất. Ở đây có cái laser on off, Bluetooth on off, time setting, điều chỉnh ngày giờ. Đấy, chúng ta phải nên điều chỉnh ngày giờ. Điều chỉnh ngày giờ chẳng hạn như là đây 2005 năm trước 2021 cái hàng tháng 1. À, 16. Ví dụ 15 giờ 45. Ok, rồi. Đây, chúng ta đi vào từng cái menu. Đó, thiết lập xong này thì mỗi cái giá trị đo nó sẽ gửi kèm, tức là sẽ kèm với cái ngày giờ đo, phân tích là ký hiệu pin, pin còn đầy, ngày giờ đã thiết lập. Lúc tức là chuyển menu qua đây, nếu nhấn OK thì chúng ta tắt nguồn. Ok. Đấy. Hoặc là chúng ta giữ đè cái này, giữ đè nơi nút nguồn, máy cũng hiện lên là tắt ha. Ok, tắt, mở lên. Đây. Cái start cái là bắt đầu. Data view là nghĩa là menu số 2 là data view, nghĩa là xem lại dữ liệu. Menu số 3 là setting, nghĩa là thiết lập các tham số. Menu cái ô số 4